Thợ sửa chữa ô tô muốn gia tăng thu nhập, nâng cao tay nghề sửa chữa hộp số tự động ngay. 3 lợi thế thợ ô tô nhận được khi giỏi sửa chữa hộp số tự động nâng cao: tăng lương, tăng thu nhập, được chủ gara và quản lý trọng dụng, không phải trả giá bằng tiền vì những sai lầm trong sửa chữa. Vậy làm cách nào để nâng cao tay nghề về sửa chữa hộp số? Tham gia ngay khóa học kỹ thuật sửa chữa hộp số tự động nâng cao tại VATC. Khóa học này sẽ giúp bạn nắm chọn kiến thức và kỹ năng về hộp số tự động chỉ sau 3 tháng. Với chương trình học hiểu rõ nguyên lý hoạt động, cấu tạo, các dạng hư hỏng của các loại hộp số thường sử dụng trên ô tô, nắm vững cấu tạo của các thành phần chi tiết cơ khí trong hộp số tự động, các dạng hư hỏng và cách đo kiểm tra từng bộ phận chi tiết, tự lên checklist kiểm tu các chi tiết trong hộp số tự động khi sửa chữa đại tu hộp số, hiểu sâu về hệ thống điều khiển điện trong hộp số tự động nâng cao, đọc hiểu tài liệu hướng dẫn sửa chữa hộp số tự động và áp dụng vào việc sửa chữa hộp số, nắm rõ các phương pháp sửa chữa và đại tu hộp số tự động. Hôm nay VATC vui mừng tổ chức lễ khai giảng lớp kỹ thuật sửa chữa hộp số tự động nâng cao khóa K3. Hãy cùng lắng nghe cảm nhận của anh em học viên ngày đầu khai giảng nhé. Xin chào bạn, bạn tên gì nhỉ? Dạ, em tên Khoa ạ. Khoa là hiện tại mình đang ở khu vực nào? Dạ, em ở quận 12. Cái công việc của em á, hiện tại là em đang làm ở cơ sở, là em làm về mảng nào nhiều nhất? Em thì là thuộc dạng mảng là điện. Nói chung là điện. Cứ điện là em làm. Ok, cái quá trình gọi là em đã được tiếp xúc với hộp số nhiều chưa? Ở ngoài công việc thực tế thì cũng có, tại vì điện thì trong hộp số cũng sử dụng, giống như là mấy cái van body thì cũng sử dụng điện, và cái hộp TCM cũng sử dụng điện. Thì dựa trên những gì em đã học ở khóa K3 thì em đã áp dụng vô và em chẩn đoán và em đo kiểm các thiết bị điện trong cái hộp và trong van body. Cái mong muốn nhất của em là sau khi hoàn thành khóa học hộp số tự động này là gì nhỉ? Thì em có thể làm thêm được một số giống như là đại tu hộp số, hoặc là kiểm tra các lá bố cô nồi ở trong hộp số tự động, và đại tu lại, nói chung là mình phục hồi lại như ban đầu. Okay. Được bao nhiêu hay bao nhiêu. Cảm ơn em, chúc em hoàn thành khoa học thật tốt. Dạ em chào anh, anh có thể giới thiệu bản thân của mình đúng không ạ? Anh tên là Hoàng, anh đến từ Huế. Huế. Dạ anh Hoàng, là công việc hiện tại của anh ở ngoài cơ sở là anh làm về mảng nào là nhiều ạ? Chủ yếu về phần máy gầm. Máy gầm. Dạ công việc là anh làm máy gầm là đã được lâu chưa? Dạ, cũng được hơn 5 năm rồi. 5 năm. Dạ. Trong cái quá trình làm việc thì không biết là anh đã gọi là mình trải nghiệm qua sửa chữa hộp số tự động bao giờ chưa? Mình còn có một hai lần mình sửa chữa rồi mà mình mở ra cũng không biết cái gì, nên mình mới con người thân mới anh em giới thiệu trong cái này là mình vô mình học. Dạ, là anh biết đến khóa học này là do anh em giới thiệu. Dạ, anh em giới thiệu hết. Dạ. Thì không biết là anh Hoàng mình mong muốn như thế nào khi mà mình tham gia học tại VTC? Nói chung muốn học xong ra làm được máy lọc số, ly hợp cát, đồ tất cả các loại. Dạ, cảm ơn anh Hoàng rất nhiều. Dạ, chúc anh hoàn thành thật tốt không? Dạ, em chào anh. Anh có thể giới thiệu về bản thân mình đúng không ạ? Anh là Trương Huỳnh. Dạ. Này 26 tuổi. Anh ở Long An. Long An. Dạ. Anh là trước đó là mình đã làm qua cái môi trường là sửa chữa ô tô bao giờ chưa? Rồi anh làm, em làm khoảng 3 năm. 3 năm. Dạ, là anh làm về mảng nào? Mảng động cơ máy gầm. Máy gầm động cơ là 3 năm. Đúng rồi. Dạ. Thì không biết mà tại sao anh lại biết tới cái khóa học sửa chữa hộp số tự động của VTC anh nha. Anh lúc trước là học viên cũ ở đây. Học viên cũ. Dạ. Anh là học khóa K7 đúng không? Anh Huỳnh K7. Dạ. Thì anh đến với VTC học cái khóa sửa chữa hộp số tự động nâng cao này thì mình mong muốn nhất là điều gì ạ? Anh mong muốn là biết được cái nguyên lý hoạt động như là cách tháo lắp của hộp số. Dạ. Nâng cao tay nghề sửa chữa hộp số tự động, chọn ngay VTC.